Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 830S, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu Gian, thương hiệu rất là quen thuộc với các bác sử dụng xe đạp tại thị trường Việt Nam, và được sử dụng thêm cả vành bánh 27,5 inch, đồ là Shimano, group chuyển động là Shimano Atut, khung nhôm nước sơn nguyên bản, và toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên zin thương hiệu Gian, khung nhôm nước sơn nguyên bản, tông màu mem về là tông màu trắng pha với cả logo chữ xanh, rất là trẻ trung và cực kỳ là thể thao. Rồi là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và được nhập về, nên là nó xuất hiện những cái vết xước răm hay là sơn si thì nó cũng không còn được đẹp lắm, xước răm không thể tránh khỏi tại đã qua quá trình sử dụng. Nhìn về tổng thể thì nó vẫn còn giữ được cái độ bóng mới, bóng mịn trên khung, trên sơn còn rất là tốt, chỉ có sức răm do đã sử dụng. Trang bị bộ húp chuyển động Shimano Atut, để Atut để trước sau Shimano Atut, với đây là 9 tầng níp và 3 tầng đĩa trong 27 tốc độ khác nhau, vành bánh 27,5 inch, lốp vẫn là nguyên zin này, vành lốp vẫn nguyên zin hết, cả mây ư cũng nguyên zin của xe luôn. Trên ghi đông thì cũng được trang bị tay bấm Atut hai bên và phanh dầu của Techo, phanh dầu của Techo. Giảm sóc dầu theo xe. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Đó, thì size của xe là size S, dành cho các bác từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Chín nít ba đĩa, chuyển động cũng rất là mượt mà, rất nhẹ nhàng. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.